Trước khi quá trình phát triển chiều cao ở cả nam và nữ dừng lại hoàn toàn, cơ thể sẽ có những biểu hiện để báo hiệu điều này. Hãy cùng làm sao để Cao tìm hiểu về 3 dấu hiệu cảnh báo chiều cao ngừng tăng trong video này nhé. Theo nhiều nghiên cứu, có 3 dấu hiệu nổi bật giúp chúng ta nhận biết cơ thể đang ngừng phát triển chiều cao. Thứ nhất, chiều dài xương tăng chậm. Thứ hai, size dài không đổi. Và thứ ba, ổn định các đặc điểm sinh lý. Đầu tiên, hãy cùng làm sao để Cao tìm hiểu tại sao chiều dài xương tăng chậm lại là dấu hiệu ngừng phát triển chiều cao nhé. Chiều dài xương tăng chậm được biểu hiện qua trạng thái đóng của các mảng tăng trưởng ở đầu xương dài. Đó là quá trình sụn bồi đắp thành xương và giúp xương phát triển dài ra, hay còn gọi là tiến trình cốt hóa sụn. Khi tiến trình cốt hóa xương kết thúc, sụn tăng trưởng sẽ đóng lại bởi đã cốt hóa hoàn toàn. Đây cũng chính là lúc cơ thể ngừng phát triển chiều cao. Vậy còn size dài không đổi thì có liên quan gì đến quá trình ngừng cao nhỉ? Size dài của chúng ta thường tỷ lệ thuận với sự phát triển của xương bàn chân. Và khi các xương ngừng phát triển chiều dài, kích cỡ bàn chân cũng ngừng mở rộng. Nếu nhận thấy size dài của bạn không còn thay đổi trong suốt thời gian dài, điều này cũng chứng tỏ chiều cao của bạn đã chững lại và sẽ ngừng phát triển. Và dấu hiệu cuối cùng chính là sự ổn định của các đặc điểm sinh lý, hay nói cách khác là sự phát triển hoàn thiện của bộ phận sinh dục và ba vòng trên cơ thể. Trước khi chiều cao của chúng ta ngừng phát triển hoàn toàn, thì bạn có thể làm gì để cao lên tối đa trong thời điểm cuối cùng này? Làm sao để cao sẽ mách cho bạn một số mẹo nhé. Đầu tiên, bạn nên thay đổi chế độ ăn uống. Một khẩu phần ăn đa dạng với các nhóm thực phẩm sẽ cung cấp cho cơ thể hàm lượng vi khoáng cần thiết để phát triển chiều dài xương, chẳng hạn như canxi, vitamin D, vitamin K, kẽm, magie, đồng. Thứ hai, dành thời gian để tập luyện thể thao mỗi ngày. Vận động từ 45 tới 60 phút hàng ngày sẽ tăng cơ hội giúp bạn phát triển chiều cao tối ưu trong giai đoạn cuối cùng này. Thứ ba, thay đổi thói quen sinh hoạt khoa học hơn. Bạn nhớ ngủ đủ 8 tiếng mỗi đêm, hạn chế sử dụng các thiết bị điện tử trước khi ngủ và bên cạnh đó, đừng quên dành ra khoảng 5 tới 10 phút mỗi ngày để phơi nắng, hấp thụ thêm vitamin D nhé. Và cuối cùng, bên cạnh việc bổ sung dinh dưỡng từ các bữa ăn hàng ngày, bạn cũng có thể chọn lựa thêm các loại thực phẩm chức năng hỗ trợ tăng chiều cao để cơ thể có thể hấp thụ trọn vẹn các khoáng chất và vitamin cần thiết cho sự phát triển chiều dài xương. Nếu bạn vẫn còn trong độ tuổi dậy thì, hãy nhanh chóng cải thiện và tăng tốc chiều cao ngay từ hôm nay. Nắm thời điểm vàng để sở hữu chiều cao lý tưởng thôi nào. À, nhớ nhấn subscribe làm sao để cao và cùng chờ đón video mới nhất nhé.